Dạ vâng, cửa hàng nông ngư Câu Huy Hoài xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì mấy ngày vừa rồi thì em cũng đang bận chút việc. Đó, công việc rất là nhiều nên là không có thời gian để quay clip cũng như là giới thiệu về máy cho các bác xem qua được. Đó, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục quay lên cho các bác xem, các bác ưng ý không các bác nhé. Đó, quay cho các bác xem một máy cưa Sittin MS170C tích hợp luôn trụ giật trợ lực các bác nhé. Dòng này là dòng bãi cưa Đức, máy móc nguyên zin chuẩn chính hãng các bác nhé. Đó, video tất cả chi tiết thì em quay ở trên video, các bác xem video có ưng ý thì nhấc máy lên và liên hệ qua em để đặt hàng các bác nhé. Đó, đây là dòng bãi nguyên zin nguyên bản, đó tem mác chuẩn chỉ này, zin của nó luôn các bác nhé. Đó, máy móc thì không phải lan tan rồi, cực kỳ đẹp, làm xích zin của nó luôn. Con này là làm 4 tấc các bác nhá, làm 4 tấc. Máy Sittin 170C, nòng 37 ly. Đó, có tích hợp luôn trụ giật trợ lực, về các bác sử dụng rất là nhẹ nhàng. Con này thì rất là phù hợp về cho các bác nào sử dụng gia đình. Còn máy móc thì đảm bảo cho các bác là bao chưa bung, chưa tháo máy. Đó, tất cả linh kiện nguyên zin 100%. Máy móc có sao thì em quay vậy các bác nhá. Đó, dòng bãi. Có nhìn qua các bác xem video được ưng ý hoặc là muốn đặt hàng của con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhé. Đó, còn trên video trong quay như thế nào thì các bác xem video kỹ giúp em nha. Đó, các bác xem video kỹ. Đó, còn máy móc thì đảm bảo cho các bác là ngon lành nguyên, thắng xích sử dụng đầy đủ này. Còn đảm bảo cho các bác là linh kiện thì bác không phải lăn tăn, linh kiện là hoàn toàn zin cho các bác về sử dụng. Đó, ốc ác các bác nhìn lại trắng kén rồi này, không hề gọi như là có bỏ ốc di, ốc lô, ốc liếc gì cả. Đó, bô rồi, sáng kén rồi các bác nhá. Đó, cái phần này thì nó là cái phần bám của cái bô thôi. Đó, muốn sạch sẽ thì cái này chỉ trà đi tí là quá là đẹp luôn. Đó, còn bô thì cực kỳ sáng này các bác nhá. Nó mã vạch của cái cây máy này thì còn nguyên này, này nó chỉ hơi bị mờ mờ đấy các bác nhá. Dòng này là dòng bãi Đức chuẩn zin các bác ạ. Cho các bác nhìn qua. Đó, chuẩn Sittin này. Đó, ốc làm Sittin các thứ này. Đó, con ốc này thì nó bị ngược mặt nhá, mặt bên kia là nó cũng sập Sittin à. Nòng nguyên zin nguyên bản. Rồi, test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhá. Thì em bán với giá là 3.300.000. Các bác nào ưng ý thì nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua để đặt hàng các bác nhé. Các bác ở đâu thì cũng có thể ship được hết toàn quốc Việt Nam luôn. Đó, 3.300.000. Các bác nào ưng ý thì chốt con này thì nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua để đặt hàng. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.